Trên đảo hải tặc Hanshinosu, hang ổ của băng dâu đen, Kobe đang chạy tẩu thoát. Đám thuộc hạ băng dâu đen đuổi theo, bọn chúng hò hét rất tự tin sẽ bắt được lại vì cái đầu Kobe rất đáng giá. Treo thưởng bắt được hải tặc là chuyện xưa rồi, giờ đây là treo thưởng cho cái đầu của hải quân. Kobe đúng là con ngỗng đẻ trứng vàng mà, truy nã 5 sao, tiền thưởng đáng giá 5 dương báu vật khoảng 5 triệu bezi. Mà đại tá chỉ đáng giá 1 sao ấy vậy Kobe tận 5 sao lận. Hòn đảo lúc này đang điên đảo loạn xạ ngầu hết cả lên. Vậy là tụi tôi có thể săn thoải mái đúng không Pizarro? Lũ ngu, đúng là bọn đầu đường xó chợ, đem thằng Kobe còn sống về cho tao. Tao sẽ báo với teacher, giọng phát ra từ tảng đá đầu lâu. Kobe bấy giờ nghe thấy thế cũng hốt hoảng, đã bị phát hiện rồi. Nhưng Kobe không muốn tẩu thoát một mình, cậu cố gắng giải thoát cho càng nhiều người càng tốt, những tù nhân ở đây ai cũng coi cậu như một vị thánh sống. Chỉ huy Sizil Mưa đã ăn trái người vô hình trách mắng tên vua suy đồi Avalo Pizarro sao không ra mà bắt tên Kobe lại để làm loạn lên tên tít trở lại nói. Còn tên chỉ huy sâu rượu Vasco lại muốn ra ngoài bắt hết tù binh lại nhưng bằng cách đốt trụi cái thị trấn này để không ai chạy thoát được cả. Pizarro quát lớn thôi ngay, mày sẽ gây ra cháy lớn đó, tít trở nổi điên thì bỏ mẹ. Đám chỉ huy của tên dâu đen toàn là bọn phàm phu tục tử thô lỗ động tới việc là phá phách cãi vã nhau. Nói để tên Goof xử lý vụ này thì thôi dẹp đi, gã khổng lồ đó mà ra tay thì có mà nát con mẹ nó cái cảng này mà cảng thì mới sửa xong. Trong lúc đó đại tá Kobe đang cố gắng vừa chạy vừa nhử đám thuộc hạ đang đuổi theo cậu để những tù binh khác có cơ hội chạy thoát ra biển. Anh hùng Kobe, tao đây, sẽ biến đảo hải tặc thành một vương quốc được chính quyền thế giới công nhận. Tao sẽ là vua, vua lông đen, dê ha ha ha. Thật lố bịch, không đời nào họ sẽ chấp nhận việc đó. Một vương quốc tội phạm ư? Ê nè, đừng chà đạp lên ước mơ của người khác chứ. Tao sẵn sàng đàm phán để đổi lại cái mạng cho mày mà. Thì ra tên lông đen muốn đem Kobe đổi lấy điều kiện trên mà Kobe thì chắc chắn không chịu khuất phục rồi. Chính quyền và quân đội thế giới sẽ không bao giờ thỏa hiệp với những hành động khủng bố như thế. Hơn nữa, cái đó vô tác dụng cũng bởi vì tao là một thành viên SWAT. Lông đen thắc mắc SWAT là gì? Ở đây có áo Kiji là cựu đô đốc hải quân nên có thể hiểu và giải thích SWAT vừa là hải quân đồng thời không phải hải quân, không tuân theo luật lệ hải quân. SWAT bao gồm cả các hải quân đã từ nhiệm, có thể tự do gây chiến với các tứ hoàng mà không cần sự chấp thuận từ thượng cấp, tự do hành động bất chấp mọi mệnh lệnh khác. Còn phía hải quân không chịu trách nhiệm nào cả và có thể sa thải bất kỳ khi nào tùy ý. Sau khi nghe áo Kiji giải thích thì lông đen đã hiểu vấn đề nhưng hắn vẫn không thay đổi kế hoạch đem Kobe đi đổi lấy điều kiện hắn muốn. Vì bởi Kobe cũng được ca tụng là một anh hùng, hải quân sẽ không thể vứt bỏ được. Quả là một tên mưu mô xảo quyệt hết chỗ chê mà. Giam hắn lại cho tới lúc. Quay trở lại với cục diện lúc này, Kobe tiếp tục bỏ chạy trước sự truy đuổi của đám thuộc hạ. Thì ra trước đó Kobe nhờ có Perona lẻn vào mở cửa tù cứu cậu với điều kiện cậu sẽ cứu giúp chủ nhân của cô ta là Moria Ozawa. Cựu thất vũ hải bị lông đen bắt nhốt vào đây từ lâu. Kobe đang điên cuồng chạy trốn thì đột nhiên nghe tiếng la hét bọn hải quân mới xuất hiện ngoài cảng. Hắn mạnh lắm, cẩn thận đấy. Kobe thì ngại ngần khi có đồng đội tới cứu mình. Giờ thì đám thuộc hạ của tên lông đen bắt đầu hốt hoảng, một tên hải quân to lù lù có vẻ khá mạnh, súng ống vô tác dụng. Có kẻ đòi lao lên chém bay đầu tên hải quân ấy nhưng không, tất cả kinh ngạc, hắn có thể ngoi dậy trở lại bình thường, người như đất sét vậy. Có vẻ như đã ăn trái ác quỷ hệ lô ra. Một đám khác thấy sự bất thường, tòa nhà đang nhúc nhích. Từ đằng xa một cô gái cầm chiếc roi quất mạnh vào những tòa nhà như ra lệnh, tưởng chừng như một ả điên, nhưng không, ả có năng lực của trái ác quỷ có khả năng sai khiến được mấy tòa nhà. Đám thuộc hạ kinh ngạc, có vẻ như lại thêm một chuẩn đô đốc hải quân nữa xuất hiện. Cô chính là Kujaku cháu nội tổng thư ký Suru, người đã ăn trái roi roi người thuần phục. Hễ ai hay đồ vật gì bị cô ấy quất roi vào đều sẽ bị thuần phục chịu sự sai bảo của cô ấy. Sau một hồi bị truy đuổi cuối cùng thì Kobe cũng bị bao vây từ phía hết đường thoát, tưởng chừng như sắp kết thúc cuộc đời tại đây. Cả đám chĩa súng hô bắn, đều như vắt chanh, nhưng phóng ra không phải là đạn mà là những bông hoa như diễn ảo thuật vậy. Kobe ngạc nhiên Hibari, cô làm gì ở đó vậy? Sở chỉ huy hải quân trung tá Sot Hibari người có năng lực trái ác quỷ gì đó mà chỉ cần dùng súng bắn đạn hoa đáng tin cậy khiến tất cả súng ống xung quanh cũng chỉ có thể bắn được ra hoa. Giờ thì tình hình cục diện ở khắp các mặt trận đều do hải quân tác chiến làm chủ tình thế. Đây chính là sở chỉ huy hải quân chuẩn đô đốc Sot Prince Gurus người đã ăn trái đất sét.
tất cả sẵn sàng, bám cho chắc, phu phu phu. Ba gương mặt quen thuộc của hải quân, một chiến hạm hải quân bay ở trên trời. Bên dưới các chỉ huy hải quân không có gì bất ngờ, nhưng còn đám hải tặc băng lông đen thì ối giời ơi, ngay đến cả Kobe cũng kinh ngạc hết sức. Cả hòn đảo náo loạn hết cả lên. Chiến thuyền hải quân kia đang bay trên trời. Gì cơ? Sao lại có chuyện? Kẻ nào có thể ở trên đó được? Chạy khỏi đây ngay. Kẹt rồi. Đông quá. Xem tên nào ở trên con tàu. Không thể nào. Tao thề là hắn về hưu rồi kia mà. Hắn là anh hùng huyền thoại. Phó đô đốc Gáp. Và lúc này thì ngay cả những chỉ huy của băng lông đen cũng sợ té đái khi thấy sự xuất hiện của ông nội Luffy ở đây. Bây giờ thì chúng ta chính thức thấy sức mạnh thực sự của một anh hùng hải quân, người có thể đánh bại được băng hải tặc dốc huyền thoại. Ê lũ hải tặc nhặng xị kia. Bọn mày liệu có biết mình đã bắt cóc ai không hả? Kobe chính là tương lai của hải quân. Không chỉ có vậy. Nó còn là học trò yêu của ta, Galaxy, Impact. Một cú đấm như trời giáng từ trên cao xuống khiến tất cả hòn đảo vỡ vụn trong phút chốc. Hãy đăng ký kênh để đón xem những tập mới nhất của One Piece manga và anime nhé các bạn. Mình là Mèo Cute Review. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.